ngũ gia bì bạn nhé. Trong hình các bạn đang xem là cây ngũ gia bì ạ. Hàng này là hàng để được trong nhà nhé bạn nhé. Cây ngũ gia bì thì có thể trồng trong nhà và ngoài trời được, nhưng mà cái hàng này là những cái hàng mà kiểu để trong nhà. Còn cái cây ở ngoài trời thì các bạn có thể xem ở góc trên bên phải màn hình là đường link đến cái video và cái link mua hàng mà nhà mình có bán cái cây ngũ gia bì để trồng ngoài trời ạ. Cái cây ngũ gia bì này thì có tác dụng đuổi muỗi, và hai nữa là một loại cây rất là đẹp, có thể sống được trong môi trường mà không hề có ánh nắng mặt trời ấy. Có nghĩa là chúng ta có thể để trong nhà lâu dài và thường xuyên. Cái cây này, cây bên tay phải là bạn nhìn thấy là nó cao hơn ạ. Nó cao khoảng tầm 60cm, cây bên trái thì khoảng 40cm. Các bạn có nhu cầu mà mua cái loại hàng cây to hoặc là hàng cây bé thì có thể truy cập vào website là www.hulatrees.com. Trên đó thì nhà mình có đề mức giá bán buôn và mức giá bán lẻ của cụ thể từng loại cây, cây to và cây bé. Đây là ngũ gia bì màu lá xanh vàng nhé bạn nhé. Còn cái ngũ gia bì ngoài trời thì nó chỉ có một hàng thôi, đó là hàng lá màu xanh thôi bạn ạ. Cảm ơn các bạn nhé.